Alo, chào anh em. Mình mới làm được cái lưỡi ó với cái lưỡi lưỡi Huế, lưỡi nó treo quá anh em. Thép 1,8. Lưỡi này rất là nhỏ nha anh em. Đó. Chuyên để câu nhái treo để giấu lưỡi trong nhái luôn. Đó. Em nhìn thấy đã không? Cái lưng nó khá là thẳng để cho nhái nó nằm ở đoạn này nè. Này, lúc trước mình cũng có làm mấy cái lưỡi này rồi, có bán cho cái anh ở ngoài miền Bắc miền Trung vậy đó, anh câu thì rất là hiệu quả, anh thích cái lưỡi này lắm. Nhưng mà dần dần thì anh thấy mình làm thêm lưỡi ó rồi lưỡi móng heo nữa là anh chơi hết. Rồi cái lưỡi này là lưỡi ó bình thường nha anh em. Em thấy không? Tròn đều đã ha. Khoan lỗ này tâm. Anh em nhìn cái lưỡi ó mũi nó bén. Nhưng mà anh em để ý kỹ á, là mình quay phim nhưng mà mình chưa có đánh bóng cả cái mũi nữa. Đó. Chưa có làm cho nó bén đạt điểm 10 anh em. Đó, anh em nhìn nó còn sần sần rồi thấy không? Nhưng mà nó đã rất là bén rồi nha. Như thế này là câu được rồi đó anh em. Đó, dính tay luôn rồi nè. Nhưng mà nó vẫn chưa được 10 điểm nha anh em. Đó. Để mình treo thử coi nó dính không. Đó. Lưỡi này khoảng cái mũi khoảng 8 điểm thôi nhưng mà mình treo vẫn dính nha anh em. Đó. Chút nữa mình xử lý cái mũi này cho nó đạt yêu cầu lên điểm 10 của theo cái đánh giá riêng của cá nhân mình. Ngành này mà lưỡi ó mà anh em kéo thì gỡ cá hơi hơi vất vả nha anh em. Trúng xương qua xương là gỡ cá vất vả đó. Đó. Lưỡi này thì cá nhỏ cá lớn thì bắt được hết á. Cỡ 100 gram tới lên là lụm được rồi. Ok, anh em nào có coi clip của mình thì bấm like hoặc là bấm đăng ký kênh giùm mình nha anh em. Lưỡi câu của mình thì làm bằng thép C70 hết, chất lượng thì rất là kinh khủng luôn anh em. Thép này là 2 ly này là câu dính con 13,7 kg rồi đó anh em. Còn mấy con mà 6-7 kg thì nhiều lắm, tại vì mình bán cho mấy người quen ở bên Hàn Quốc á. Còn cái lưỡi ly 8 này thì to nhất là câu được con cá lóc 3,9 kg ở Hồ Tây ở Hà Nội mình đó. Đó. Thành tích thì cũng ghê lắm đó nha anh em. Thép này thì có nhiều người mua về làm thì phê lắm, nhưng mà có nhiều người làm kiểu như hồi xưa không có máy móc làm tay chăm chăm anh em thì làm không được luôn nha. Còn bây giờ anh em có biết máy móc này nọ hỗ trợ thì làm ok. Vậy rất là khoái nha, tại vì nó cứng rồi nó bén, giữ bén kinh khủng lắm. Ok, mình cảm ơn chào anh em ha. Anh em nào cần lưỡi thép giũa thì liên hệ qua số điện thoại Zalo với mình nha anh em.